Chào bạn, tôi là Quân, tôi đến từ Công Audio, là một hãng chuyên sản xuất âm ly bóng đèn rất thành công và nổi tiếng ở trên thế giới. Nhưng tháng 6 năm 2019 thì Octave mới tung ra cái sản phẩm sử dụng bộ khuếch đại bóng 300B và có tên là Jubilee 300B, được rất nhiều các audiophile thán phục và ngưỡng mộ. Jubilee 300B ra đời đã giải quyết được hầu hết các vấn đề của các cái mạch khuếch đại sử dụng bóng 300B hiện tại trên thị trường. Tại sao sau hơn 40 năm mà Octave mới tung ra được sản phẩm bộ khuếch đại này? Những công nghệ gì, những bí quyết gì nằm ở trong Jubilee? Và video này tôi với bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nó. Như bạn đã biết, Nữ Hoàng 300B có nhiều cái ưu điểm, nhưng bên cạnh đó nó cũng có một số cái nhược điểm. Một số hãng đang sử dụng bóng đèn 300B thì thường lắp mạch Class A Single End, sử dụng một bóng hoặc là hai bóng mắc song song, parallel, thì công suất nó chỉ ra được 18W. Với công suất này nó khá thấp nên thường phải sử dụng với những cái đôi loa có độ nhạy cao, loa bass to hoặc loa kèn. Đặc biệt là khi chơi những bản nhạc hoành tráng thì nó rất thiếu cái năng lượng, thiếu cái độ động, và bản nhạc tinh thần nó rất là kém. Thì nhiều hãng nó xử lý cái việc này bằng cách là sử dụng những cái bóng có công suất lớn hơn, ví dụ như 845. Nhưng cái 845 thì cái chất âm, trung âm nó sẽ không được đẹp như là 300B. Như bạn đã biết, bóng đèn 300B này có cùng họ với 845, 211 và 2A3. Đây gọi là những bóng có sợi đốt trực tiếp. Sợi đốt trực tiếp có nghĩa là gì? Cái chân cathode này với chân sợi đốt nó là trùng nhau, là một. Đây, hai chân to này chính là hai cái chân của sợi đốt đây. Thì khi mà một cái biến áp nguồn được cấp trực tiếp vào cái sợi đốt này thì những cái nhiễu cao tần và những cái nhiễu 50Hz thì nó chui thẳng vào cái sợi đốt này và nó ra loa, gây ra những cái tiếng xì, ù rất khó chịu. Đó là những cái căn bệnh của cái bóng đèn đốt trực tiếp. Thì các nhà nghiên cứu thì cũng có nghĩ ra một cái giải pháp, đó là họ sẽ sử dụng những cái dòng một chiều DC để nắn và cấp thẳng cho sợi đốt, thì cái nhiễu ù này có giảm đi, nhưng khi đó cái bóng đèn 300B này nó sẽ hoạt động không hiệu quả được như cái mong muốn của nó. Tôi sẽ cho bạn nghe thử cái tiếng ù 50Hz này nó là như nào. Trong chuyên môn người ta gọi là tiếng hum. Bạn vừa nghe thử cái tiếng ù 50Hz khi bạn ghé sát tai vào cái loa chung sử dụng bóng đốt trực tiếp, nó rất là khó chịu, đúng không bạn? Ông tức là giải quyết được vấn đề này. Quan điểm của họ là phải tạo ra một cái môi trường tốt nhất cho cái bóng đèn 300B hoạt động. Và họ đã sáng tạo ra một cái ý tưởng rất hay, đó là tạo ra một cái nguồn điện có tần số 7Hz để cấp cho toàn bộ các bóng đèn 300B của họ. Đồ thị họ đo được và so sánh với cái sợi đốt sử dụng bóng tần số 50Hz là rất khác nhau. Và tôi sẽ trình chiếu cho các bạn thấy cái đồ thị mà họ so sánh với nhau. Rõ ràng rằng là cái cường độ về nhiễu ồn đã giảm đi rất là nhiều. Và với cái công nghệ này thì hầu như là bóng đèn 300B của Jubilee không có một cái ù xì gì ra cái loa. Và đặc biệt là với tần số 7Hz là cái tần số hạ âm thấp hơn tần số tai người nghe được, cho nên chúng ta không có thể nghe thấy một cái tiếng ù nào đối với cái bộ Jubilee này. Và với cái biến áp 7Hz này thì Octave có thể sử dụng tới 3 bóng 300B mắc song song, parallel, và nó ra được đến 30W. Và với 30W này thì Octave có thể chơi được cả những cái loa cây cột có cái đường kính bát nhỏ, độ nhạy thấp cũng như là trở kháng thấp. Đặc biệt là Công Audio đã sử dụng bộ Jubilee này trong cái triển lãm AV Show 2019 tại Trung tâm Âm nhạc Quốc gia, và đã chơi một đôi loa có tên là Rode Acoustic DAC-100, đường kính bát có 17cm và trở kháng 4 ohm. Và Công Audio đã có nhập hai cái bộ Jubilee về và cung cấp cho hai khách hàng. Họ cũng chơi những đôi loa cây high end có độ nhạy khá thấp, và họ cũng rất hài lòng về cái độ động cũng như là cái năng lượng của Jubilee 300B này. Có một câu hỏi rằng là thực sự sản xuất một cái bộ khuếch đại sử dụng 3 bóng như này có khó không? Tôi thì có được chuyên gia của Octave có training về cái sản phẩm Jubilee 300B này. Và nhưng tôi vẫn có đi hỏi một số các cái cao thủ mà sản xuất âm ly bóng đèn 300B tại Việt Nam, thì tôi có nhận được một số ý kiến rất là hay. Thứ nhất
là Jubilee sáng tạo ra cái nguồn có tần số 7 hertz là một ý tưởng rất sáng tạo và rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là họ nói rằng để ba cái bóng này có một cái thông số kỹ thuật giống nhau là một điều rất là khó. Điều thứ ba nữa đó là biến thế xuất âm. Biến thế xuất âm của một bóng đèn single N khó, hai cái khó và ba cái là vô cùng khó vì trở kháng nó rất là thấp. Phải cần phải có vật liệu rất là tốt cộng với công nghệ đặc biệt thì mới có thể sản xuất được ra cái biến thế xuất âm này. Và cái biến áp nguồn 7 hertz cũng là một cái điều vô cùng khó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là gia đình Hofmann trước đây đã từng có một cái nhà máy biến áp nguồn, và đó là những cái công nghệ mà gia đình Hofmann có được để sản xuất ra những cái âm lý octet có cái nguồn cực kỳ tốt như thế này. Octet đã mất 10 năm để nghiên cứu dự án Jubilee 300B này, nhưng khi Jubilee 300B ra thị trường, nó đã giải quyết được một bài toán lớn của các cái bộ khuếch đại sử dụng bóng 300B hiện nay và được nhiều các audiophile yêu bóng đèn rất là ngưỡng mộ và thán phục. Jubilee 300B có thể phối ghép được với nhiều đôi loa cây high-end có trở kháng thấp, độ nhạy thấp, vẫn đảm bảo được tiếng bát, cường độ và tinh thần tốt, đặc biệt là không có tiếng ù xì nào ra loa. Đó là phần chia sẻ của tôi về Octave Jubilee 300B. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau.